cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu để biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Nghe cô hỏi, con tên gì, năm nay con bao nhiêu tuổi, nhà con ở đâu, mẹ con là ai, nói cho cô nghe. Từ từ mà làm gì mà hỏi dồn dập, sao nhỏ trả lời được. Từ từ đi, trả lời đi con. Dạ, con năm nay 20 tuổi. Theo giấy khai sinh á, là con sinh ra ở Long An. Sinh ở Long An, 20 tuổi. 20 năm trước không nói gì mình không đi công tác ở Long An. Như vậy là đúng rồi. Bà ơi, chưa gì mà bà đã đáng. Nè biết đâu là sự trùng hợp sao. Từ từ đáng, mới nói tới quê quán thôi mà. À, nè, nghe cô hỏi nè, mấy năm nay cháu sống ở đâu? Dạ, từ khi lớn lên á, mẹ con với con sinh sống ở Nha Trang. Thỉnh thoảng á, ba cũng có ghé thăm, nhưng mà mẹ không có cho gặp. Khi mà con lớn rồi á, năn nỉ mãi á, mẹ mới cho biết địa chỉ với lại tên của ba. Thì chỉ có đòi đi công tác ở Nha Trang không mà. Bà ơi, bà bình tĩnh đi. Biết đâu là trùng hợp sao. Trời ơi, trời, sao chịu nổi. Thôi nè, còn cái cuối cùng nha. Cái cuối cùng tôi hỏi nè. À, con. Dạ. Còn tên họ là gì? Dạ, mẹ nói ba con là họ Võ. Lót tên chữ điệm là Văn, nên xin con ra đặt tên cho con là Võ Thị Văn. Chị ơi chị, bây giờ em phải làm sao cho chị? Bình tĩnh, đây là cái chuyện người lớn. Còn con nít nó không biết gì hết trơn á. Thôi bây giờ nè, để cho con nhỏ nó lên nó nghỉ ngơi đi. Chứ đi đường xa giờ không lẽ tới đây đuổi nó cũng tội nghiệp ha. Thôi bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại. Bây giờ con lên lầu đi, con lên cái phòng đầu tiên con nằm con nghỉ đi. Con chờ con về con gặp ba con. Con lên nghỉ đi con. Dạ, vậy con xin phép hai cô. Đi lên đi. Thôi bà ơi, cái gì mà bà bù lu bù lo vậy, không biết để từ từ đã. Về gặp ổng nó hỏi trắng đen ra. Tôi coi tivi rồi, phải xét nghiệm ADN thì mới biết chính xác. Nhưng mà ông đâu có cho tôi làm ADN. Dễ ẹc à, đòi đợi ông nằm ngủ đi. Rồi bà cắt tóc ổng với lại cắt móng ổng, thấy không? Hai em hai cái đó đem đi bệnh viện xét nghiệm là biết liền à, chính xác 100% luôn. Tôi bảo đảm với bà hả, ổng không có chối cãi gì được đâu. Vậy hả bà? Vậy là phải thử đi bà. Thử đi. Bà làm liền đi. Để tôi đợi ổng về đi. Rồi tôi dụ ổng, tôi cắt ổng, rồi tôi rút móng ổng. Ê, cắt móng ổng. Đừng có rút móng ổng, đau á. Làm liền đi. Lộn nhà. Anh ơi. Em nhà mình, qua đây. Phải nhà tôi không? Nhà mình chứ nhà ai? Nhà anh đó. Đâu đây? Anh ngạc nhiên lắm phải không? Tôi hết bột ngọt rồi, tôi qua đây tôi mượn. Ồ vậy hả? Mình đi làm về mệt không mình? Mệt chứ. Em rót nước cho mình uống nha. Cảm ơn. Ủa sao nay lại vậy? Nay rót nước rồi. Dạ, ơi trời ơi. Hả? Sao móng tay dài đem rút móng mình? Bậy. Không đem cắt móng mình. Thôi cắt chi, tôi chừa con móng hai móng à. Để làm chuyện thôi. Chứ còn sợi tóc bạc trên kia bà nhổ liền. Bà nhổ liền thôi. Thôi nhổ gì, để cho người ta biết mình lớn tuổi. Tóc con cộng đó, tôi lỡ tôi nhuộm hết rồi còn chừa con cộng đó. Đúng nghe nè, còn tóc ngứa nó nhũ rồi đã. Thôi. Cái gì vậy mà sao tự nhiên bữa nay có gì lạ mà sao mà đội mà cắt móng mà nhổ tóc bạc giữa tôi vậy? Hai người có ý gì vậy? Hả? Ý gì? Chịu hết nổi rồi nghe chưa? Là sao? 20 năm nay có con riêng ở ngoài mà muốn giấu tôi. Trời đất ơi, bà khùng hả? Mà nói con cái gì đây? Con ở đâu? Ở đâu con? Ba. Trời đất, gì vậy? Nè, con ngồi đi, con ngồi đi. Ủa cái gì vậy? Ủa con là ai? Sao tự nhiên vô nhận tôi là ba vậy? Thì ra đây là ba của con. Trời đất ơi. Trong suốt 20 năm qua, con chỉ mong được gặp mặt ba một lần thôi. Nhưng 20 năm gặp một lần gì?
Cái gì vậy chứ gì hết, con bình tĩnh nghe tôi hỏi nè. Bây giờ con bình tĩnh nghe chú hỏi nè. Con nói chú là ba của con, nhưng mà con cho chú biết ba của con tên là gì. Dạ mẹ nói á, ba tên là Võ Văn Huấn. Bỏ đúng địa chỉ này nè nên con lên đây tìm ba. Rồi tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Anh Huấn à. Hả? Tôi thất vọng về anh quá. Sao? Lâu nay tôi thần tượng anh. Anh là một người đàn ông hết mực thương vợ thương con. Đúng vậy. Mà bây giờ anh là một người đàn ông phụ bạc. Có con riêng bên ngoài. Đã vậy còn chối bỏ trách nhiệm nữa là sao? Thôi chị tôi nói chị nghe ha. Chị không có biết gì về gia đình tôi thì chị đừng có nói gì hết. Chị hãy nghe tôi nói đã. Còn bà nữa, bà không biết tên của con chồng bà là tên gì hả? Tôi tên gì? Võ Văn Quân. Quân cái gì mà Quân? Tôi là Võ Văn Quân. Ông anh trai của tôi mới là Võ Văn Quân. Hiểu không? Tôi thiếu dấu sắc mà ba cũng biết nữa hả? Trời ơi, biết thấy Quấn với Quân thì cũng giống nhau. Ba của con á không phải là chú. Chú á chỉ là chú của con thôi. Còn ba của con á là người khác. Ủa vậy chú Huân, ba Huấn của con đâu? Bây giờ có anh Hai đây. Anh ơi, vợ nói giùm tôi một tiếng để minh oan cho tôi đi anh Hai. Con, ba là ba Huấn, là ba ruột của con đây. Ba. Con. Ba. Ba đừng có bỏ con nữa nha ba. Ba xin lỗi con. Tôi không tin. Chứ sao bà tin? Bây giờ muốn tôi tin đó, hai người phải đi xét nghiệm ADN đi. Thím an tâm đi. Cái lúc con bé còn nhỏ xíu, tôi đã đi xét nghiệm ADN rồi. Đây, kết quả đây. Có rồi. Nè, có nè, bà coi đi. Đó, tin chưa? Nhưng mà tôi còn tin. Nữa chứ sao nữa? Sao vậy? Tại sao ông đưa địa chỉ nhà anh Hai mà đưa địa chỉ nhà ông? Tại vì lúc trước á, tôi có một thời gian ở trong căn nhà này. Đúng rồi chứ. Cho nên khi mà bị hỏi thì tôi bối rối quá. Tôi mới nói đại cái địa chỉ của nhà này. Không ngờ rằng bữa nay nó xảy ra cớ sự như thế này. Tôi xin lỗi, đã làm phiền gia đình chú Thiếm quá nhiều rồi. Thấy chưa, cuối cùng thì là đoàn viên châu về họp phố. Cha con đã được gặp nhau rồi. Vui quá, con lên lấy đồ về nhà ở với ba liền ha. Đúng rồi. Ba, vậy giờ con lên con lấy đồ con về con ở với ba nha. Không, con cho ba thời gian. Tại vì bây giờ ba không thể dắt con về ở nhà được. Ủa sao vậy ba? Mọi người cũng biết chứ. Sao? Bà và tôi dữ lắm. Hả? Bây giờ mày dắt về chẳng khác nào tôi làm cho cái gia đình tôi tan bành luôn rồi. Trời đất ơi, nhưng mà con anh thì anh phải dắt về chứ. Anh nói gì kỳ vậy anh Hai? Sớm muộn gì cũng biết thì đưa con nhỏ về nói thật luôn đi. Ai im đó? Con chào mẹ. Nãy giờ tôi nghe hết trơn hết trọi rồi. Làm sao? Cháu nội của tôi đây phải không? Bà nội. Lại đây đi nội con. Trời ơi, cái mặt nó giống thịt da nó như nóc vậy đó. Mẹ ơi, con xin mẹ. Xin cái gì? Tao dạy mày sao? Đàn ông mà có sức chơi sức chịu chứ. Trời ơi, nó là dòng máu của tao mày biết không? Không bao giờ thay đổi. Mẹ hỏi con nha con. Con đã bỏ nó một lần rồi. Bây giờ con lại bỏ nó một lần nữa hả? Trả lời cho mẹ đi. Con lên dọn đồ về ở với ba con. Trời ơi nhưng mà không nhớ nghĩ gì hết trơn hết trời. Mẹ ơi, mẹ thông cảm cho con. Vợ con nó dữ lắm. Vợ của mày là dâu của mẹ phải không? Mày nói dữ bằng tao không? Không.